Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm video này xin phép chia sẻ một chút về chiếc ốp lưng bằng da thật của hãng Unis Singapore. Đây, màu nâu. Rất là đẹp nha các bạn. Terra. Cái này là nó dùng cho AirPods Pro 1 và 2. Chủ yếu là dành cho AirPods Pro 2 nha các bạn. Nhưng mà Pro 1 các bạn gắn cũng được ha. Nó có cái lỗ ở dưới để có phần che cái phần loa nè. Đây ha, bên trong có một cái miếng chống ẩm. Rồi, họ sẽ cho chúng ta một sợi dây. Sợi dây này thì để các bạn luồn vào, móc vào đây nè. Để các bạn giữ cái AirPods Pro 2 á, chỗ phần này nó có một cái khe. Thì ở đây mình hôm nay mình không có cái AirPods Pro 2, mình sẽ sử dụng bằng cái Pro 1 nha các bạn. Các bạn cũng có thể thấy là bên trong được làm bằng sợi microfiber. Rất là đẹp nha. Đó, nó là sợi mịn thì nó sẽ giúp cho những cái chiếc AirPods chúng ta chống chảy xước, giống như khi các bạn gắn cho những chiếc ốp mà bên trong không có sợi á, mà nó chỉ bằng nhựa cứng không thì nó sẽ dễ chảy xước hơn ha. Rồi, thì khi các bạn lưu ý là các bạn gắn để cho mình cái phần cái đèn để lên cái dấu chấm này nha. Rồi mình sẽ bỏ nó vô ha. Đây là chi tiết bên trong đây các bạn. Đó, bên trong nó là sợi ha. Rồi, các bạn để vào. Sau đó chúng ta để cái nắp lên thôi. Cái phần bị lõm này thì nó sẽ nằm ở phía sau nha các bạn nha. Còn phần trước các bạn sẽ lấy cái mặt phẳng luôn nha. Bóp sát vào thôi các bạn. Đó, các bạn bóp sát vào. Rất là đẹp ha. Cực kỳ đẹp luôn. Phần này là bằng nhựa. Còn những cái nào mà các bạn thấy màu nâu á, những cái chi tiết này thì nó đều là bằng da thật hết ha. Đó, chỗ AirPods Pro 2 nó sẽ khoét cái lỗ ở đây nè. Cái Pro 1. Đó, các bạn thấy cái nút, cái phần nút rất là chính xác đúng không? Nắp nó rất là chắc nha các bạn. Đây. Cái này thì bên nhà sản xuất có thông báo là hỗ trợ MagSafe nha. Tức là chúng ta bật lên sạc không dây vẫn sạc được ha. Đối với những chiếc AirPods Pro 1 có sạc không dây hoặc là Pro 2. Đây, thì các bạn có thể thấy được là mình gỡ hai cái tay này ra. Nó rất là thích, đúng không? Rất là đẹp luôn đó các bạn. Cực kỳ đẹp. Rồi, mình sẽ nói một chút về bao bì. Đây. Da tự nhiên, đây là da thật. Có hỗ trợ sạc không dây. Rất là đẹp. Đây, hàng chính hãng nha các bạn nha. Rồi, các bạn đặt hàng thì có thể liên hệ với Alo Vendor Facebook Alo Vendor hoặc là số điện thoại 0818002407 nha. Xin cảm ơn các bạn.